đến đến căn phòng chỉ mình anh với nỗi cô đơn, nhớ người nhiều hơn trái tim này không ngừng đau đớn. Giờ hát không có khán giả thì bắt chú bảo vệ ngồi nghe ngồi nghe Apple không người ngồi nghe muốn chết đi. Ở đây giờ không có khán giả thì giờ bắt chú bảo vệ ngồi nghe hồi hát nha, nghe tất cả các loại nhạc, giọng cổ, cải lương, rap, dân ca, quy rô nào cũng nghe. Nên giờ chú này là mới 45 tuổi mà nghe Hoàng hát đi. Già dạ, 80 luôn mọi người ơi. 80 luôn rồi đó. Hello bà con mình buổi sáng cuối tuần nha. Thì hôm nay Hoàng sẽ trực showroom trong lái xe nha mọi người. Hôm nay ngày chủ nhật Hoàng được phân công nhiệm vụ là trực showroom. Có khách vào thì Hoàng sẽ tư vấn xe và hỗ trợ mấy chú bảo vệ di chuyển xe khi cần nhiệt thiết nha. Và hôm nay bên Hoàng cũng đang chuẩn bị giao một con xe về cho khách. Chuẩn bị giao một con xe về cho khách. Khách này ở Bình Dương thôi nha. Khách này ở Bình Dương. Khách này ở Bình Dương nha mọi người. Xe này là con xe 5 tấn nha, chuẩn bị giao cho khách. Bạn sale chuẩn bị bàn giao nha. Thì hôm nay Hoàng sẽ ngày hôm nay Hoàng sẽ ở đây trực showroom. Trực showroom là khi mà có khách vào thì Hoàng sẽ tư vấn trực tiếp cho khách. Chốt khách nha mọi người. Thì hy vọng ngày hôm nay sẽ có một vài khách vào xem xe nha, vào xem xe để tư vấn cho mọi người. Hy vọng nha mọi người ơi, hy vọng hữu duyên, hy vọng hữu duyên với khách hẹn ngày hôm nay nha. Hy vọng hôm nay sẽ có một chú vào coi xe hoặc là một cặp vợ chồng vào coi xe, và hy vọng là chốt được một con xe trong ngày hôm nay luôn nha mọi người. Mọi người comment phía dưới bình luận chúc cho Hoàng bán được xe nha. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều. Thì Hoàng sẽ ngồi ở trong phòng bảo vệ. Hoàng sẽ ngồi ở trong phòng bảo vệ tại trong này nó có máy lạnh mọi người. Có máy lạnh nha. Thì ngồi ở phòng bảo vệ ngó ra ngoài. Hôm nay thì sẽ có hai chú bảo vệ. Hai chú bảo vệ trực vào buổi sáng nha. Thì do không có ghé mua cà phê nên Hoàng chuẩn bị một ly cà phê đá, ly cà phê sữa, ly cà phê hòa tan á. Ở nhà em vô uống nha. Mời bà con mình uống cà phê với Hoàng nha. Uống thứ này là uống giống miền Tây rồi mọi người. Đập đá nhuyễn ra, đập đá nhuyễn ra. Rồi uống từ từ mọi người ơi. Uống từ từ. Ngon. Đập đá nhuyễn là ngon mọi người. Nó bỏ trong cái hũ này nó đỡ tan đá nữa. Từ từ uống nha mọi người. Thì lúc tối Hoàng làm cái clip đọc bình luận thì cũng khá là nhiều bà con ủng hộ Hoàng. Thì nhân đây Hoàng cũng cảm ơn những lời bình luận và những lời động viên, những lời thăm hỏi cái chân của Hoàng. Cái chân của Hoàng thì nó cũng đau bình thường thôi mọi người, nó không đau lắm nha, nó đau bình thường thôi. Mà cũng nhờ chia sẻ cho bà con mình xem nha. Cũng nhờ chia sẻ. Thì hôm nay chủ nhật nên Hoàng mặc quần ngắn. Hoàng mặc quần ngắn để dễ di chuyển. Tại vì khi mặc quần dài nó dính vô cái quần đó.
đứng lên rác đó mọi người ơi. Mấy ngày rồi, mấy ngày bình thường á, còn ngày chủ nhật thì mình mặc quần ngắn nha, mặc quần ngắn chắc tầm khoảng 5-6 ngày rồi nó sẽ hết thôi, mặc quần ngắn lên nó đỡ mọi người ơi. Thì cảm ơn những lời bình luận động viên và những lời thăm hỏi cái chân của Hoàng nha. Cũng bình thường thôi mọi người. Thì mời bà con theo chân Hoàng, cùng Hoàng một ngày làm việc của Hoàng như thế nào nha. Giờ em trai chuẩn bị xe chuẩn bị xuất hành ra khỏi showroom nha mọi người. Xuất hành ra khỏi showroom nha. Đó, một ngày đẹp trời, ngày chủ nhật đẹp trời, cuối tuần đẹp trời, anh trai mình xuất hành ra khỏi xe, xuất bến nha. Chúc anh trai khai trương hồng phát nha. Chúc anh trai khai trương hồng phát. Trai chuẩn bị rồi Thuận An nha mọi người. Xe môi bạc vững nâng nha. FR84 hả? 84 đúng không? Giờ chú bảo quay về. Chú bộ về nhờ Hoàng chạy con xe 6 tấn 4 ra, con xe 6 tấn 4 đó, nhờ chạy con xe đó ra, mà chạy ra đâu không biết nữa. Chạy con xe này ra ngoài, mời bà con mình theo Hoàng nha, theo Hoàng lên xe chạy nha. Xe này về Tiểu Cần Trà Vinh nha. Có bà con nào ở Tiểu Cần Trà Vinh không? Nguyễn Thị Tuyết Ngân Trà Vinh nè, Tiểu Cần nè, muốn chạy xe đầu tiên mình chạy, muốn chạy một chiếc xe to như vậy mọi người, thì bà mình phải đi xung quanh coi nó có gì cản trở hay không nha, hay là gương này kia mình đã chuẩn bị sẵn cho mọi người, cái bẩn này mình có đóng sẵn chưa nha, rồi mới leo lên xe chạy nha mọi người, chứ không phải là leo lên là chạy luôn đâu nha. Rồi mời bà con lên xe với Hoàng nha, lên chiếc xe 6 tấn 4 với Hoàng chạy ra ngoài nha. Rồi, mời mọi người theo chân Hoàng nha. Lên xe ve mọi người ơi, ve trong bãi này kia, ve an toàn thì có thể được thắt hay không thắt trong bãi không quan trọng nha, nhưng mà mình phải hạ gương xuống, hạ kính xuống mọi người. Hạ kính xuống là có lỡ có ai kêu cái gì thì mình còn nghe nha. Khi ve quay đầu này kia thì mình phải mở kính hai bên cửa ra, để khi mà có lơ ở dưới hoặc là người ngồi ở dưới, người ta la lên, người ta hỗ trợ mình ve, người ta la mình còn nghe mọi người ơi. Hay là xe sắp ve trúng cái gì á thì mình còn biết được nha, chứ mà kéo cái kính xuống á, luôn á, để kính xuống nhiều khi người ta nghe la mình không có nghe được, la mình không nghe được luôn nha. Kinh nghiệm chạy xe mọi người,
chân vẫn còn chạy xe được nha, vẫn được còn đập con chạy xe được nha mọi người, không có đến nỗi nào đâu nha. Cảm ơn bà con mình đã luôn quan tâm đến Hoàng nha. Trả số về số mo mọi người, cho thắng tay lên, tắt máy xe rồi đi xuống thôi. Xong có công việc hỗ trợ cho chú bảo vệ rồi. Xong rồi đó, chạy chiếc xe giờ ra đây hỗ trợ chú bảo vệ nha. Trong công ty cũng có vài người biết chạy xe thôi mọi người ơi, nên không có nhiều nha, không có nhiều người. Nếu mà có thì cũng là bằng B2 thôi, 3,5 tấn trở xuống, còn trên 3,5 tấn thì chỉ có vài người có bằng lái thôi nha. Rồi chắc Hoàng xin kết thúc clip ở đây nha bà con. Chúc bà con mình một ngày cuối tuần nhiều niềm vui, vạn sự tốt lành nha. Xin